Tại vì á, nếu mà nó ở đâu á, thì nếu mà nó thương mẹ đi, mẹ lo cho con về nhà con chăm sóc mấy đứa nhỏ cho nó học hành đi, tới tới ngày học rồi con đi vậy nữa rồi làm sao đây, con quay về nhà giữ mấy đứa nhỏ đi, nếu mà con không giữ để cho mẹ giữ, con đi làm cũng được nữa, đừng có đi vậy con đứa con à. Chào chị. Chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chị tên là gì? Tôi tên là Kim Thị Minh Chị là quê ở đâu? quê ở Sóc Trăng, Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp chị gì đây? giúp tại con tôi nó đi bỏ nhà cũng gần 2 tháng rồi, tôi giúp nhờ mấy cộng đồng mạng dùm kiếm con tôi thấy đi, tôi rất là tôi mừng á, tại vì con tôi mất từ là bỏ nhà giờ không có liên lạc được gì hết trơn á, tôi rất là tôi buồn quá rồi, con với 3 đứa cháu ngoại Trời đất ơi. rồi tôi đi làm hàng ngày á, mướn người ta giữ 3 đứa người ta lấy 100 ngàn á, trong khi một ngày đó Một ngày chị làm được bao nhiêu? một ngày tôi làm được cả 250 à, Mà giữ ba đứa trong ngoại hết trăm rồi hả? hết 100 ngàn Con gái chị họ rồi. tên đầy đủ là gì? Thật thì mình đi Năm nay nhiêu tuổi rồi chị? năm nay nó 26 tuổi 26 tuổi, rồi, ba đứa dạ con này hả? 3 đứa con gái không à, Đứa lớn là được nhiêu tuổi rồi đứa chị? lớn thì 8 tuổi, đứa giữa thì 6 tuổi, đứa út nhỏ là nó 2 tuổi, Vậy là 17 tuổi lấy chồng rồi hả chị? 16 à, 16 tuổi lấy chồng rồi. 16 tuổi nó Ôi trời gả đất rồi. ơi, sao lấy chồng sớm vậy? Bởi vậy đó nó quen nó thương biết sao, giờ mình gả cho nó đi. 16 tuổi lấy chồng rồi. Cưới vậy Còn là nhà nước đâu cho cưới đâu. hồi đó đâu có làm giấy tờ đâu, cưới đãi rồi xong rồi nó sánh xong con nó đứa lớn rồi năm rồi mới đi làm giấy cho con làm giấy kết hôn á, Bây giờ là giấy tờ đầy đủ cho các bé chưa? có đầy đủ hết, Đầy đủ để các bé mới được đi học được. được có hết rồi, Là con gái nhà mình có gia đình là rất lâu rồi đúng không? có lâu rồi, Sao hôm nay chị về đây có mình mà chồng của bé này đâu? chồng của bé này nó đi làm mới làm cây hoài à, mà nó nói mẹ ơi con buồn quá, làm hơi nắng rồi chờ mệt quá, con buồn vợ con vậy rồi con bây giờ con xin nghỉ làm ở ngoài rồi con xin vô công ty, xin vô công ty mới được, hôm qua người ta phỏng vấn rồi người ta hẹn bữa nay đi làm đi, rồi nó nói rồi mình tính kêu nó qua đây nè mới biết chu cái hại này nè, Dạ. mới tìm hiểu biết rồi, nghe vậy tôi mừng quá trời, tôi không có biết, tôi không có gần cái điện thoại này, tôi không biết, tôi cũng nhờ người ta kiếm hoài mà kiếm không có biết số ai gì hết trơn, rồi con tôi có cái chị kia trước nhà, cái chị kia nói cái Bình Dương này nè, có chú này nè hay lắm, bây giờ nhờ người ta đi mới biết chứ không thôi chị kiếm ở đâu, Vậy là con chị cụ thể là bỏ đi ngày nào? nó bỏ đi cũng đầu tháng 6 á. Đầu tháng 6 mà hiện tại hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 rồi. Hơn 2 tháng rồi hả chị? 2 tháng rồi, đúng rồi, Trời đất ơi. nó đi ra chiều thứ năm, tôi nói 2 tháng rồi đó con, tôi đếm đó. Đi là đi tại đâu chị? Nó đi thì nó đi bỏ nhà ra đi là mà tôi tưởng nó đi chút là nó lại rồi, con đi ra khỏi nhà đó là một bộ quần áo ảnh, nó không có đem cái gì đi theo hết trơn á, nó không có chồng, nó không có quánh nó gì hết trơn á, chắc kiểu đó tôi đâu có biết nó chồng nó hai vợ chồng nó gây lộn nhau đâu, nó xài cái kem sức tay sức chị đó rồi nghe chợ ba nó cũng ở nhà nữa mà nhà nhà trọ mà đâu có phải ở nhà mình đâu, nhà nó ở bên này rồi nhà tôi bên này mà tôi đi làm chưa về nữa rồi xong rồi hồi tôi không biết nó cãi lộn như vậy tôi không biết, mà tôi đi mấy đứa nhỏ tôi nói đi 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 chợ bà ngoại chợ mấy con đi chợ chơi tôi dắt đi hết trơn, rồi tới tôi vừa quay về là thấy cái hũ kem nó xuất nó giục bỏ trước nhà tùm lum mà, rồi thằng chồng nó nói, cái bạn mình nói chị ơi mà hồi nãy em thấy đi nó đi mua sữa gì mà chạy xe dữ lắm, nó chạy dữ lắm nó không có đóng bảo hiểm luôn á, rồi xong rồi tới chồng nó tối mới chồng nó nói mẹ ơi vợ con giục cái kem nó bỏ bây giờ nó đi rồi, nói mày nói gì cái vậy, nó nói chị nói vậy mà tự nhiên nó điên cái một, rồi tôi canh tôi nói tưởng đi trong đêm mà nó sáng đi vậy gì à, ai vậy nó đi tới giờ này luôn Vậy là hai vợ chồng quấn lộn hả? không có bánh lỏng, Chửi lộn. không không có chửi chị, nó quen con nhỏ kia, Nhỏ nào? quen con nhỏ mà ở cái Bình Phước á,
Là con rể nhà mình quen hả? Không, con nhỏ gái mình á, nó quen con nhỏ đó. Ừ, nó quen con nhỏ đó rồi, nó cố tình nó muốn đi lâu rồi mình cũng không biết, mà tới nhỏ này đi con mình đi khỏi bỏ nhà 2 ngày à, tự nhiên con nhỏ đó nó cũng đi luôn, đi theo đi luôn á. Vậy là lần đó là con gái mình kiếm cớ với chồng hả? Đúng không? Cô thể kiếm cớ. Kiếm cớ để đi. Thằng chồng nó đi làm cây mỗi ngày, nó không hiền lắm, nó không có quậy quạng gì đâu. Chị là mình là người dân tộc đúng không? Người dân tộc. Dạ. Vậy là con gái theo nhỏ kia là tóc ngắn hay tóc dài? Tóc ngắn mà nó làm đàn ông mà. Phải không? Phải. Tôi cầm đoan con tôi đi theo nhỏ đó. Vậy là nhỏ đó là ôm môi đúng không? Trong cộng đồng LGBT đúng không? Trời đất ơi. Con gái nhà mình có thích con gái không? Phải, tại vì nó cũng có con, thằng con ghẹo đi kiếm nó tới nhà nó luôn á. Gia cha mẹ nó không thấy con bà về nhà. Ý của em là con gái nhà mình là có thích con gái không, có yêu con gái không? Nó hồi đó giờ nó không thích đâu, mà tự nhiên kỳ nó, không biết nhỏ đó nó bỏ bùa bỏ gì cũng mình không có biết nữa. Bùa gì, làm gì có bùa gì. Thầy đi theo nhỏ đó, tôi biết con. Trời đất ơi. Con rể của chị là làm công việc là làm cây hả? Làm cây. Còn vợ thì trước đó là vợ làm công ty. Nó không có từng làm công ty gì hết á, ở nhà giữ con không hả? Ồ sướng vậy hả? Không có đi làm gì, nó đẻ hoài, làm gì đi làm gì được con nhỏ nhỏ xíu à, nó tôi ở nhà với cha nó làm đi làm công ty nuôi con tôi không à, tôi không cho đi làm gì hết á. Đi làm cái gì? Nó đâu có đi làm gì đâu. Vậy là nắng đâu đánh mặt, mưa đâu đánh đầu đâu. Sướng vậy mà sao lại bỏ đi đây? Mua đồ cho con, thương con, cho di chuyền gì mua cho con đeo để con nuôi con đi, mình lấy lòng con nữa mà không biết tại sao mà nó khùng gì mà đi vậy đó. Hơn 2 tháng trời rồi, khi đi là con gái của chị mang theo những thứ gì đi? Nó trong mình nó chạy chiếc xe chiếc xe gút màu trắng á với cái di chuyền với chiếc nhẫn với đôi bông mà rồi. Nhiều không? Không có, giá trị nó cỡ 10 triệu ở trong đồ nó. Bán ra thì cỡ 10 triệu lợi. Vậy là dây nhỏ ha, nữ trang để đeo cho đẹp thôi đúng không ạ? Đẹp thôi à, tôi mua có 7 triệu mấy cho nó. Từ cái ngày mà con gái chị lập gia đình cho tới thời điểm hiện tại, con rể của chị có ra tay lần nào không? Không. Có đánh đòn lần nào không? Không. Có đối xử tốt với vợ con không? Nó nói chung đi, nói ngay đi thì nó cũng, nó uống rượu. Nó uống rượu thì nó có chuyện cái miệng nó hơi nhai. Là cằn nhằn hả chị? Ừ, nó cằn nhằn. Tính kiểu giống đàn bà hả? Ừ. Ôi trời đất ơi. Vậy là chỉ rượu vào là ví cằn nhằn thôi. Còn bình thường chưa, không có rượu là bình thường. Bình thường à? Trời ơi. Bữa giờ con rể có đi tìm không? Có, đi tới nghe tròm cái điện thoại lên định vị gì đó. Đi tới Sóc Trăng, đi tới Tài Vinh. Đi tới Bình Phước, con nhà con nhỏ đó cũng luôn nó giấu, nó không có cho đi, cũng đi 2-3 người đi kiếm hết trơn á. Đi đâu cũng đi hết, đi tới tiền bạc hả, tôi muốn làm được nhiêu hả, tôi cho nó hết trơn. Mỗi lần định vị vậy tốn nhiều tiền không chị? Đi lần tôi đưa cho nó 2 triệu, 1 triệu mấy cũng mất đi cho nó đi hết rồi. Vậy là làm được nhiêu tiền bạc là đổ hết vào đấy rồi. Ừ, mấy ngày nay đâu có tiền đâu. Thậm chí là như chuyện mấy đứa nhỏ trong ngoài tôi lột ra ban hết trơn luôn á. Trời ơi, khổ quá trời. Vậy mấy đứa trong ngoại có nhớ mẹ không? Nhà nó ba đứa, nó có chị em, nó giận nhau, nó đỡ, nó không nhớ. Nếu mà có một đứa chắc nó khóc chết luôn, mình vậy, chịu không được luôn á. Vậy là con gái là không có gọi điện về luôn, không hỏi thăm con luôn. Bởi vậy tôi nói, cô thể con tôi bị bùa quá trời luôn á. Con tôi không khi nào nó bỏ con, nó không đêm á, tôi nói thiệt luôn. Hay là bị nhỏ kia nó lừa, nó dụ đi, nó bán ở đâu rồi? Tôi cũng không biết nữa. Nhỏ kia là gia đình nhà mình có biết không, có gặp ngoài đời chưa? Nhỏ kia thì nó ba đây làm cây chung với thằng chồng nó, thì mình biết nó à, tôi biết nó cỡ thời gian cỡ chừng 10 ngày tôi thấy nó à, tôi không có biết nó, không có quen, mà con tôi quen bằng đi theo chồng nó đi uống theo, chồng nó đi kia đi kêu đi theo. À. Mới đây à, người dân nước lạ đâu có biết gì đâu. Vậy là con gái của nhà mình là quen biết cái người con gái đó là qua chồng hả? Đúng không? Ừ. Vậy là cái đi theo chồng nó mới quen nhỏ này nè. Nhỏ nó làm cây chung với con rể của chị. Ờ đúng rồi. Trời đất ơi, mà bây giờ gù luôn là con gái của chị đi rồi. Ờ. Rồi bây giờ thì con nhỏ đó số điện thoại nó tôi điện lúc đầu điện vô thì nó không bắt máy. Nó biết số tôi á, nó không bắt máy. Rồi Facebook con tôi nó mới mua điện thoại vậy á. Tôi điện đầu tiên nó kết bạn, rồi tôi không có biết điện thoại này, tôi gần gì hết trơn á. Đứa cháu tôi nói
Ý Minh ơi, sao mà đi nhà hình như tên nó gì, nó để tên khác nữa, nó không để tên của nó đâu, rồi nó chấp nhận đi, chấp nhận đại, rồi tới điện vô, nó vô mà nó không chịu bắt máy. Xong rồi tới bữa sau tôi điện nữa là không có vô luôn. Trời ơi, nghĩa là con nhà mình bây giờ là bị vô âm tín, không có một cái tin tức gì. Không có biết tin tức gì hết trơn, bây giờ tôi nói nhà con đồng mạng dùm kéo hơn đi để biết sao bây giờ, may mắn thì gặp nó cho nó về nhà biết sao bây giờ. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con. Con đang ở đâu đó hãy thương, hãy nghĩ tới ba đứa cháu ngoại, thương chồng, thương cha mẹ thì hãy sớm quay trở về để chăm lo, đặc biệt là ba đứa con thơ. Đúng chị rồi. Tâm sự với con đi. Tại vì á, nếu mà nó ở đâu á, thì nếu mà nó thương mẹ đi, mẹ lo cho con về nhà con chăm sóc mấy đứa nhỏ cho nó học hành đi, tới tới ngày học rồi con đi vậy nữa rồi làm sao đây, con quay về nhà giữ mấy đứa nhỏ đi, nếu mà con không giữ để cho mẹ giữ, con đi làm cũng được nữa, đừng có đi vậy, con đứa con à. Ừ, chị là có một đứa con, có nó mình nó à. Trời đất ơi, sao mình để ít vậy? Tại cái số tôi đâu có đẻ được nó đâu. Bây giờ là chị đang sợ nhất điều gì đây? Bây giờ tôi nó cầu mong cho nó quay về nhà đi biết sao giờ. Tôi sợ nhiều khi nó bị người ta gạt đem đi bán ở đâu tôi không biết nữa, tại nó không có liên lạc với mình gì hết trơn á. Gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Bà hổm tôi đi cũng đi tính trình lời nói bằng miệng vậy, người ta nói con tôi nó lớn rồi, người ta không có kiếm được đâu, tự động nó đi, tự động nó gì à, người ta nói vậy tôi bó tay sao giờ. Có đi công an xã Tân Phú Trung á. Cơ quan chức năng thì họ nói cũng đúng, bởi vì con nhà mình là bây giờ là quyền công dân rồi. Cái này là tự động bỏ nhà đi chứ không phải là gặp cái sự cố gì. Khổ thật sự. Bây giờ lên cái mạng này nè, nếu mà nó có nhìn thấy thì nó quay về nhà đi. Quay về nhà đi, mẹ không có nói gì con hết trơn á. Kệ đi, miệng là con về tới nhà được rồi. Giữ mấy đứa con đi. Không giữ thì con đi làm cũng được, có tiền để cho mẹ, mẹ nuôi mấy đứa nhỏ cho nó lớn cho nó biết cái chữ với người ta. Buồn ha, nhiều cái hoàn cảnh thật sự rất éo le. Tới giờ phút này là con gái của chị mà bỏ chồng, bỏ ba đứa con thơ, đặc biệt lại không phải đi theo một người đàn ông mà đi theo một người đàn bà, một người nữ, mà đặc biệt rằng là lại cộng đồng LGBT, thì điều đó là một điều khó hiểu. Đi vậy có tiền có bạc đâu, đi vậy cuộc đời là kẻ như là xong rồi, thà chết cho rồi còn hơn sống cái kiểu này là chết luôn á. Con rể của chị từ bữa giờ như thế nào, buồn không? Lúc đầu nó khóc dữ lắm, bây giờ tôi năn nỉ nó quá trời, tôi nói con ơi kệ đi, cái người là ở lại mình cố gắng lo cho mấy đứa nhỏ đi. Con buồn bài cũng vậy, có sức đâu mà làm, có tiền có bạc. Nó làm một ngày hả, 200-300 ngàn hả, 2 tuần này. Tôi không nói, nó không có đưa đồng bộn bạc đâu, kệ thấy nó buồn. Nó mua cái này cái kia ăn kệ nó đi, tôi không biết nói sao đâu bây giờ. Cố gắng bây giờ như thế này, động viên con rể đi, để con rể có sức, có tinh thần để mà chăm cháu ngoại. Chứ bây giờ mà cứ để con rể mà buồn phiền hoài thì không được, suy sụp tinh thần, sức đâu để mà... Đúng rồi, đi làm kiếm tiền kinh tế nuôi con đây. Nó nói mẹ bây giờ tới ngày học rồi, mẹ dắt mấy đứa con đi giờ học đi, con ở đây con làm với cha. Chồng nó cũng vậy, chồng nó cũng sống một côi, không có mẹ luôn hồi nhỏ tới giờ. Rồi bây giờ nó nói nó có vợ, giờ nó vậy đó, nó buồn lắm mẹ. Ở dưới quê là hai vợ chồng là có nhà cửa chưa chị? Nhà cửa có, ở chúng tôi là có đứa con đó, cắt nhà làm gì? Là mình ở rể luôn đúng không ạ? Ở chung với cha mẹ vợ luôn. Nhà dưới quê có đầy đủ hết trơn rồi, không có thiếu gì hết trơn á, máy giặt máy gì tôi xong đầy đủ hết trơn. Đầy đủ tiện nghi ha. Đầy đủ hết trơn, cái xì cái gì cũng có. Vậy là chính ra là con gái nhà mình rất là sướng. Sướng đâu, đúng có cực đâu, mà tại sao mà nó vậy? Tôi không biết sao luôn á, tôi ở đây tôi làm cái công ty là 6 năm rồi. Bây giờ tôi kẹt cái hoàn cảnh tôi vậy là tôi chịu nghỉ biết sao giờ. Tôi làm nữa là cháu tôi không có biết chữ. Khổ quá khổ. Tôi đi làm thường ngày tôi đi không đội, nhớ tới con là tôi khóc không à. Sướng mà lại không biết thưởng. Khóc là không có sức, không muốn tốt, không có muốn tập trung làm mua đồ ăn, làm nấu cho mấy đứa nhỏ nó đi mua đồ ăn người ta đại đại vậy đó. Thôi cố gắng nha chị nha, mọi chuyện nó đã lỡ rồi thì hôm nay anh em sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để mong rằng là con gái chị cộng đồng mạng hãy giúp tôi cho con tôi nó thấy cái này, mày về nhà đi gì mẹ, vì cha thương con, có đứa con à. Khổ thật.
Mẹ đã nuôi con á, mẹ không bỏ con này nào đâu. Mà tại sao mà con đẻ đi ba đứa mà con đành lòng mà con đi bỏ vậy, không thương nghiệp mẹ gì hết trơn vậy. Buồn quá buồn. Dạ con... thưa, dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện rất nghẹn lòng cô chú anh chị ạ. Rất mong rằng tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất em gái này xem được video này sớm quay trở về với chồng, với con, với gia đình, đặc biệt là nghĩ thương tới ba đứa con thơ đang nheo nhóc chờ mẹ ở nhà. Thì nếu cô chú anh chị có thấy mẹ đang đợi con, nếu cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm được em gái và khuyên em gái sớm quay trở về với gia đình. Trong cái thời gian này mong rằng là gia đình nhà mình cố gắng hết sức bình tĩnh, chuyện gì nó đã lỡ rồi bây giờ biết sao đây. Thì khi chị về đây nhờ anh em thì anh em sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình nhà mình và giúp hoàn toàn miễn phí chị nhá. Yeah. Thì trong cái thời gian mà sắp tới chỉ còn ít ngày nữa thôi là nhập học rồi. Yeah. Cố gắng động sáng viên ngày nữa. Yeah, động viên các cháu ngoại của mình. Yeah. Cho các cháu ngoại của mình đến trường. Yeah. Được đầy đủ và được gọi là quần áo cũng như là trang thiết bị sách vở này kia được đầy đủ như các bạn các bè. Yeah. Đừng nói nhiều về về mẹ là bỏ đi theo người này người kia, tránh trường hợp là các bé bị tổn thương về tinh thần nhá. Yeah. Cố gắng nhá, động viên con rể nhá. Yeah. Hy vọng rằng em gái xem được video này hãy nghĩ về ba đứa con của em, nghĩ về gia đình, đặc biệt là những đứa con thơ, chồng em cũng vì em mà suy sụp tất cả rồi. Thì hy vọng rằng là em đang ở đâu đó, hãy thương gia đình thì sớm quay trở về. Còn nếu tới giờ phút này mà em thật sự mà em sống thật vì thật với bản thân mình là em có thích con gái và em không thích đàn ông, thì em cũng phải về gặp gia đình để mà nói chuyện rõ ràng ba mặt một lời. Đúng rồi. Với chồng, với con, với cha mẹ, rồi đường đường chính chính em đi. Còn nếu mà em bị nghe lời ngon ngọt, bị cái người phụ nữ kia dụ dỗ em mà đưa em đi đâu đó, tới giờ phút này có thể là em bị khống chế hoặc bị sập bẫy, thì em cũng phải cố gắng hết sức em liên hệ về với gia đình để gia đình có cách có hướng để mà giúp em quay trở về một cách an toàn nhất với em gái. Thì hôm nay chị về đây thật sự là một cái câu chuyện rất nghẹn lòng. Chị nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Đồng ý.